Hello, xin chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Cảm ơn các bạn đã đến channel Nhịp Sống Cali nhé. Nhịp Sống Cali đang ở thành phố San Jose, California nha các bạn. Hôm nay đó, mình muốn chia sẻ cho các bạn mấy cái số ca nhiễm mới nhất với mấy cái số người chết mới nhất hôm nay, hiện bây giờ nha các bạn. Toàn thế giới đang bây giờ là có hơn 82 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 1.7 triệu. Cái đó là toàn thế giới. Rồi bây giờ Nhịp Sống Cali muốn chia sẻ cho các bạn mấy cái nước mà có nhiều ca nhiễm với nhiều người chết đây. Hiện bây giờ vẫn đứng đầu là USA, United States of America, là bên Mỹ nha các bạn. Hiện bây giờ bên Mỹ là có hơn 19 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 340.000 người. Rồi hôm nay đó các bạn, chỉ có trong một ngày thôi đó, ở bên Mỹ chết hơn 3.000 người nha các bạn. Số người chết và số ca nhiễm tăng lên mỗi ngày. Nha các bạn, đó bên Mỹ là đang đứng số 1, nhiều người chết nhất và ca nhiễm nhiều nhất. Hiện bây giờ đứng nhì là India, có hơn 10 triệu ca nhiễm, tất cả người chết là hơn 140.000 người. Đứng ba là Brazil, hiện bây giờ có hơn 7 triệu ca nhiễm, tất cả người chết là hơn 190.000 người. Đứng tư là Russia, hiện bây giờ có hơn 3 triệu ca nhiễm, tất cả người chết là hơn 55.000 người. Rồi đứng năm là France, hiện bây giờ có hơn 2 triệu ca nhiễm, tất cả người chết là hơn 64.000 người. Rồi bây giờ mình muốn chia sẻ cho các bạn nước Việt Nam. Hiện bây giờ bên Việt Nam đó là có 1.454 ca nhiễm, rồi tất cả người chết là hơn 35 người nha các bạn. Đó là mấy cái số ca nhiễm mới nhất hiện hôm nay. Rồi bây giờ Nhịp Sống Cali muốn chia sẻ cho các bạn bên nước Mỹ, mấy cái tiểu bang mà có nhiều ca nhiễm với nhiều người chết. Hiện bây giờ vẫn đứng đầu là tiểu bang California, Cali đấy nha các bạn. Hiện bây giờ là có hơn 2.2 triệu ca nhiễm, tất cả người chết là hơn 24.000 người. Đứng nhì là Texas, hiện bây giờ có hơn 1.7 triệu ca nhiễm, tất cả người chết là hơn 27.000 người. Đứng ba là Florida, hiện bây giờ có hơn 1.2 triệu ca nhiễm, tất cả người chết là hơn 21.000 người. Đứng tư là New York, hiện bây giờ có hơn 984.000 ca nhiễm, tất cả người chết là hơn 37.000 người. Đứng năm là Illinois, hiện bây giờ có hơn 948.000 ca nhiễm, tất cả người chết là hơn 17.000 người. Đứng 6 là Ohio, có hơn 682.000 ca nhiễm, tất cả người chết là hơn 8.000 người. Đứng 7 là Georgia, hiện bây giờ có hơn 645.000 ca nhiễm, tất cả người chết là hơn 10.000 người. Đứng 8 là Pennsylvania, hiện bây giờ có hơn 620.000 ca nhiễm, tất cả người chết là hơn 15.000 người. Rồi đứng 9 là Tennessee, hiện bây giờ có hơn 572.000 ca nhiễm, tất cả người chết là hơn 6.000 người. Rồi đứng 10 là North Carolina, hiện bây giờ có hơn 524.000 ca nhiễm, tất cả người chết là hơn 6.000 người. Các bạn mà muốn biết thêm chi tiết cho mấy cái tiểu bang kia đó, các bạn nhớ lên cái website worldometers.info/coronavirus nhé. Rồi bây giờ Nhịp Sống Cali muốn chia sẻ cho các bạn mấy cái quận mà có nhiều ca nhiễm với nhiều người chết ở bên tiểu bang Cali nha, California bên Mỹ đó. Hiện bây giờ vẫn đứng đầu là quận Los Angeles, có hơn 746.000 ca nhiễm, tất cả người chết là hơn 9.500 người. Đứng nhì là San Bernardino, có hơn 191.000 ca nhiễm, tất cả người chết là hơn 1.400 người.
Đứng 3 là Riverside có hơn 176.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 1.900 người. Đứng 4 là Orange County có hơn 152.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 1.800 người. Đứng 5 là San Diego County có hơn 150.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 1.400 người. Đứng 6 là Santa Clara County. Santa Clara County là cái quận nhịp sóng Cali đang ở nha các bạn. Hiện bây giờ là có hơn 67.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 670 người. Đứng 7 là Kern County có hơn 67.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 500 người. Rồi đứng 8 là Sacramento County có hơn 64.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 800 người. Đứng 9 là Fresno County có hơn 64.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 640 người. Rồi đứng 10 là Alameda County có hơn 50.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 620 người. Đó các bạn, cũng như nãy nhịp sóng Cali nói đó, các bạn muốn biết thêm chi tiết cho mấy cái quận khác đó, mấy cái quận kia đó, thì các bạn nhớ lên cái website worldometers.info/coronavirus nhé. Ok các bạn, bây giờ nhịp sóng Cali đang trên đường từ San Jose, California chạy lên Livermore, California nha các bạn. Từ San Jose mà chạy lên Livermore là cỡ 35-40 phút. Đó là cũng cỡ 30 mile nha các bạn, 30-35 mile là chạy tới thành phố Livermore. Tại vì nhịp sóng Cali hôm nay đi làm công chuyện trên Livermore đó, thì sẵn chạy rồi quay luôn cái đường cái cho các bạn coi cái tình hình hiện bây giờ ở bên Mỹ, nhất là ở thành phố San Jose, California. Ok các bạn, có gì bữa khác nhịp sóng Cali có thêm dịp nào mới đó, nhịp sóng Cali quay thêm chia sẻ cho các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ cái channel của mình nhé. Comment, like, share và subscribe. Kế bên cái nút subscribe đó các bạn, nó có cái chuông đó, các bạn cũng nhớ bấm cái chuông luôn. Có gì mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó thì họ báo cho các bạn biết. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi channel Nhịp Sóng Cali, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay. Nhịp Sóng Cali muốn chúc các bạn nhiều sức khỏe và một ngày vui vẻ. Có gì mình gặp sau. Bye bye.